Một ngày nắng vàng cực kỳ là tuyệt vời. Đây tôi đang đến chỗ chi nhánh cấp nước của Tuyên Quang và tôi sẽ dành ra vài chục phút, hai chục phút để dẫn các bạn đến thăm nhà anh chị Phương Hiệp. Nhà anh chị Phương Hiệp ở bên thành phố Tuyên Quang, ngay chỗ công ty cấp thoát nước ở thành phố Tuyên Quang, ở cái chỗ đường đôi này này. Thì cứ cách khoảng độ 7 cây 8 cây thì lại có một hiệu giặt mà dùng máy trường mày dùng máy giặt Trường Sơn các bạn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào thăm anh chị Phương Hiệp xem ngõ 101 đường Tôn Đức Thắng này này. Đấy, chúng ta sẽ cùng vào thăm anh chị Phương Hiệp. Thời gian này tôi hay để chữ, đáng nhẽ phải để chữ Hiệp Phương, nhưng mà thời gian này tôi muốn nhân cái sự kiện 20 tháng 10 tôi đẩy phụ nữ lên trên lật kèo cho nam giới xuống dưới. Đấy, anh Hiệp chị Phương, bây giờ tôi gọi là anh Phương Hiệp. Ok rồi, thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái ngõ 101 này vào xem nhà anh chị. Ui các bạn nhìn trên trên vừa gần đến nhà thì gối đã phơi đầy ở trên nóc nhà rồi kìa, gối đã phơi đầy trên nóc nhà rồi đó. Anh chị Phương Hiệp, nhà số 25, 118963 2 0972 813 851. Chị Phương ơi, cho em ăn sinh nhật với. Ui em chào anh nhá, nhưng mà em ăn cơm rồi. À, chào anh. Thấy bảo hôm qua có sinh nhật mà em mới bảo là sang sinh nhật cái nhà nào đấy. Các bạn nhìn thấy chị Phương chưa? À, thắng thổ đó, bảo chào các anh các chị, chào bà nhá. Thôi, mọi người ăn cơm đi, em ra đằng sau ngó xem là chị giặt giũ nào cái đã, xong em lên. Vâng, nhưng mà khẳng uống được rượu thôi, để em ăn cơm ở nhà rồi. Vâng, anh em quay trộm đi nhá, xem nào, xem cái công việc nhà anh chị hôm nay nắng đẹp thế này thì giặt được nhiều không. Đấy các bạn này, ôi trời ơi, anh Hiệp đấy các bạn này. Đang còn không không ấy, đang anh đang sửa lại này. Đang sửa lại cái máy này á? À? Nâng lại hết rồi, đang làm xong, đã xong đâu. À thế à? Vâng. Đấy đấy, rồi quay. Quay qua các bạn ngó cái nhá. Các bạn ngó cái đây. Một máy giặt Hitachi để vắt đây. Hai con Hitachi đây. Hitachi này tuyệt vời lắm anh Thắng Thổ, anh có con vớ vẩn của tôi về mà anh dùng mấy năm đây rồi, anh Thắng Thổ nhỉ? À, anh Thắng Thổ anh đang cười. Đấy các bạn xem lò đốt của anh ấy chưa? Đây. Rồi. Dạ. Không, ăn cơm chứ. Ơi Thắng Thổ đây, anh Thắng Thổ chào bác à. Chào bác. Đây Thắng, đây Thắng, đây Thắng, đây chị Phương này. Em bảo đi hôm nay lắp ở bên cái xã Quyết Tiến đi. Em Thắng ơi, chào em Thắng nào, em Thắng đâu rồi? Chị đang như con dâu xem như là hello. Chào em Thắng nha. Đấy, chỉ biết chứ chào bác thôi. Ừ. Thành Đào Quang. Rồi. Thế nha các bạn nhá. Ôi vào đấy, vừa nãy nghe tôi rẽ vào nhà anh Hải nữa cơ, nhưng mà tôi đi tắt qua cái đường Phà Hiên thành ra là không vào được nhà anh Hải. Là chỉ vào được nhà chị Phương Hiệp thôi. À, nhà chị Phương Hiệp thôi. Và bao giờ chị Phương Hiệp cũng là nhất. Nhất luôn các bạn nhá. Sản lượng cũng nhất mà khách hàng yêu mến chị Phương Hiệp cũng nhất nhá. Chăn nhà chị còn đầy chứ tầng 2 anh nhỉ? À giả hết chưa? Giả chưa giả hết đâu. Ừ, giờ lạnh rồi. Lạnh chưa kịp trả. Ấy. Ui giời, thế còn có cả bia bọt ở đây nữa này. Bia ta làm mà em. Anh Thủy làm à? Chị đủ tiền sang sửa lại. À thế à? giặt mãi chỉ đủ tiền san sửa lại thôi nhỉ? Ừ. Ai à, chỗ này anh chị làm cẩn thận thế? Ừ, làm lâu rồi đấy. Làm hết chỗ này lại à? Ừ. À, cái này thì làm rồi. Làm này lâu rồi. À. Làm này lâu rồi. Em tưởng anh chị làm. Và à đây, cái con này bao nhiêu cân nhỉ? Con này là 24 cân đấy. Hôm qua mấy hôm nay mấy ngày hôm nay em đang lên mạng tìm mua những cái máy này cũ mà hỏng suốt. Cái chị 2 triệu một cái. Đấy. Hỏng hết rồi 2 triệu một cái. Chị hỏi. Mày dưới 20 cân, dưới 20 cân thì 2 triệu. Trên 20 cân thì 3 2 triệu rưỡi, 3 triệu máy cũ hỏng. Nhưng mà chị thật không có cái gì bằng Hitachi. À, không có gì bằng Hitachi này thật. Cái đứa ở cổng chị nó bán. Bán. Bán cái máy này này hả? Bao nhiêu cân? Cái bằng chị. Lâu chưa? Thế là bán được trước. Phí thế nhỉ? Ui đi. Lên cũng vừa. Lên em đi vào đường này, em đi vào đường này nhá. Giày dép này. Cơm ở nhà rồi, cơm nhà rồi xong mới đi. Thắng ạ. À.
Rồi chào mọi người nhá, kết thúc ở đây đây. Một ngày nắng vàng cực kỳ là tuyệt vời. Đây tôi đang đến chỗ chi nhánh cấp nước của Tuyên Quang. Và tôi sẽ dành ra vài chục phút, hai chục phút để dẫn các bạn đến thăm nhà anh chị Phương Hiệp. Nhà anh chị Phương Hiệp ở bên thành phố Tuyên Quang, ngay chỗ công ty cấp thoát nước ở thành phố Tuyên Quang, ở cái chỗ đường đôi này này. Thì cứ cách khoảng độ 7 cây, 8 cây thì lại có một hiệu giặt mà dùng máy giặt Trường Sơn các bạn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào thăm anh chị Phương Hiệp xem ngõ 101 đường Tôn Đức Thắng này này. Đấy, chúng ta sẽ cùng vào thăm anh chị Phương Hiệp. Thời gian này tôi hay để chữ, đáng nhẽ phải để chữ Hiệp Phương, nhưng mà thời gian này tôi muốn nhân cái sự kiện 20 tháng 10 tôi đẩy phụ nữ lên trên, lật kèo cho nam giới xuống dưới. Đấy, anh Hiệp chị Phương, bây giờ tôi gọi là anh Phương Hiệp. Ok. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái ngõ 101 này vào xem nhà. Anh chị, ui, các bạn nhìn trên vừa gần đến nhà thì gối đã phơi đầy ở trên nóc nhà rồi kìa. Gối đã phơi đầy trên nóc nhà rồi đó. Anh chị Phương Hiệp, nhà số 25 118963 2097 813 851. Chị Phương ơi, cho em ăn sinh nhật với. Ui giời, em chào anh nhá. Nhưng mà em ăn cơm rồi. Hello. À, chào anh. Thấy bảo hôm qua có sinh nhật mà. Rồi. Em mới bảo là sang sinh nhật cái anh nhà nào. Đấy, các bạn nhìn thấy chị Phương chưa? À, thắng thổ đó, bảo chào các anh các chị, chào bà nhá. Thôi, mọi người ăn cơm đi. Em ra đằng sau ngó xem là chị giặt rũ nào cái đã, xong em lên. Vâng, nhưng mà khẳng uống được rượu thôi để em ăn cơm ở nhà rồi. Vâng, vâng. Anh, em quay trộm đi nhá. Xem nào, xem cái công việc nhà anh chị hôm nay nắng đẹp thế này thì giặt được nhiều không. Đấy các bạn này, ôi trời ơi, anh Hiệp đấy các bạn này. Đang còn công cũng ấy, đang anh đang sửa lại này. Đang sửa lại cái máy này á? Nâng lại hết rồi, đang làm xong, đã xong đâu. À thế à? Vâng. Đấy đấy, rồi công quay công quay qua các bạn ngó cái nhá. Các bạn ngó cái, đây. Một máy giặt Hitachi để vắt đây. Hai con Hitachi đây. Hitachi này tuyệt vời lắm, anh thắng thổ, anh có con vớ vẩn của tôi về mà anh dùng mấy năm đây rồi, anh thắng thổ nhỉ? À, anh thắng thổ, anh đang cười. Đấy các bạn xem lò đốt của anh ấy chưa? Đây. Rồi. Dạ. Không, ăn cơm chứ. Rồi, thắng thổ đây, anh thắng thổ, chào bác à, chào bác. Đây thắng, đây thắng, đây thắng, đây chị Phương này. Em bảo đi hôm nay lắp ở bên cái xã Quyết Tiến đi. Em thắng ơi, chào em thắng nào, em thắng đâu rồi? Chị đang như con dâu xem như là hello. Chào em Thắng nha. Đấy, chỉ biết chứ chào bác thôi. Ừ. Thanh Đào Quang. Đó. Thế nhá các bạn nhá. Tôi vào đây. Đấy, vừa đánh nghe tôi rẽ vào nhà anh Hải nữa cơ, nhưng mà tôi đi tắt qua cái đường Phà Hiên thành ra là không vào được nhà anh Hải. Là chỉ vào được nhà chị Phương Hiệp thôi. À, nhà chị Phương Hiệp thôi. Và bao giờ chị Phương Hiệp cũng là nhất. Nhất luôn các bạn nhá. Sản lượng cũng nhất mà khách hàng yêu mến chị Phương Hiệp cũng nhất nhá. Chăn nhà chị còn đầy trên tầng 2 anh nhỉ? À, giả hết chưa? Giả chăn. Chưa giả hết à? Giờ lạnh rồi. Lạnh chưa kịp giả. Ui giời, thế còn có cả bia bọt ở đây nữa này. Bia tao làm em. Anh Thủy làm à? Chị đủ tiền sang sửa lại. À thế à? giặt mãi chỉ đủ tiền sang sửa lại thôi nhỉ? Ai ở chỗ này anh chị làm cẩn thận thế? Tôi làm đâu về thế. Làm đây chỗ này lại à? Cái này tưởng làm rồi. Làm này lâu rồi. À. Này lâu rồi. Em tưởng anh chị làm. Và... À đây, cái con này bao nhiêu cân nhỉ? Con này 24 cân đấy. Hôm qua mấy ngày hôm nay em đang lên mạng tìm mua những cái máy này cũ mà hỏng suốt. Thế chị 2 triệu một cái. Đấy. Hỏng hết rồi 2 triệu cái. Thế chị hỏi. Dưới 20 cân thì 2 triệu. Trên 20 cân thì 2,5 triệu, 3 triệu máy cũ hỏng. À, không có gì bằng Hitachi này thật. Cái đứa ở cổng chị mà bán. Bán cái máy này hả? Bán là lâu rồi. Bao nhiêu cân? Cái bằng chị. Lâu chưa? Thế đã bán được trước. Phí thế nhỉ? Ui đi. 150. Lên em đi vào đường này, em đi vào đường này nhá. Giày dép này.
Cơm ở nhà rồi, cơm nhà rồi xong mới đi. Thắng ạ. À. Rồi chào mọi người nhá, kết thúc ở đây đây. Xin chào tất cả các anh chị em. Chào mừng tất cả các anh chị em đến với nhà Ba Cấp. Đây là nhà Ba Cấp. Ở đây thì là một vùng xa xôi. Trong này chủ yếu là người dân tộc à bà? Có nhiều người dân tộc gì bà? Dân tộc Giao. Dân tộc Giao à? Nhưng dân tộc gì là nhiều nhất? Kinh à? Không, Giao, Kinh, Tày, Minh Kinh gọi là có. Nhưng mà ông nào nhiều nhất? Ông nào là nhiều nhất? Ông Giao hay là ông... Giao. Ông Giao nhiều nhất à? À thế à? Mà người Giao thì như là họ Triệu là nhiều ấy. Nhỉ? Rồi, chào mừng tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại cái buổi phỏng cái buổi trực tiếp từ các trường mình tại qua cầu Tân Hà 15 km, đường đi về xã Tân Tiến mà nhỉ. Đây là xã Tân Tiến. Đây là xã Tân Tiến của thành phố Tuyên Quang, thuộc thành phố chứ bà? Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. À lại thuộc Yên Sơn à? Xã Tân Tiến thuộc huyện Yên Sơn, đưa ra trung tâm huyện phải lại phòng phải vòng xuống thành phố à bà? Huyện lên trên cây 13 ngược lên đường Hà Giang. Vâng, cái đường lên cây 21 đường lên trên Chim Hóa đấy nhỉ? Và đường Hà Giang. Vâng. Rồi các bạn cũng vừa mường tượng ra cái khu vực này rồi. Ở đây thì đi qua cầu đây là thuộc huyện Yên Sơn, xã Tân Tiến, đi qua cầu Tân Hà. Đi qua cầu Tân Hà, đi đường vào nhà máy xi măng. Thì cô Cấp đây đang thết đãi anh em bằng một con gà đồi. Con này da chắc là giòn lắm đấy các bạn ạ. Da nó chắc là giòn lắm. Đấy, chủ đề của chúng ta hôm nay là về gà các bạn nhá, gà đồi nhá. Gà đồi thì xin thưa với các bạn là chúng ta để ý mà xem. Con gà khi nó được vừa nở ra cái thì con gà con nó đã đi, nó bới ở ngoài kia rồi. Để nó nhặt những viên đá, viên sỏi. Rồi nó mỏ nhặt những hạt thóc, con hạt gạo li ti. Nó vớ được cái gì là nó khả năng nuốt được là nó sơi hết. Nhưng mà chúng ta lại phải để ý đến một chi tiết là vì sao con gà nó ăn sỏi. Con gà nào cũng thế, con vịt nào cũng thế. Nó phải ăn sỏi thì nó mới sống được. Nó không có sỏi là nó chết các bạn nhá. Cái diều con gà này là buộc phải có sỏi. Bởi vì sao lại vậy? Bởi vì là diều con gà ấy, là con gà này nó không nghiền được thức ăn ra. Con gà nó ăn cả một hạt ngô to như thế nhưng mà nó lại không nghiền được hạt ngô ra bằng răng. Tại vì nó có răng đâu. Thế là nó phải ăn hạt sỏi. Nó ăn hạt sỏi vào trong cái mề của nó ấy. Thế là cái mề của nó, cái cơ mề nó rất là cứng. Khi chúng ta uống rượu nó lại rất là giòn và ngon đúng không? Thế là nó nghiền cái hạt ngô ở ngay trong cái mề của nó đấy. Khi cái hạt ngô đấy được thấm các dịch vị vào thì nhờ vào cái sự co bóp và những cái viên sỏi như vậy thì nó làm tan được cái hạt ngô ra và nó tiêu hóa được, là vì vậy. Thế thì ngay con gà con thôi, nó vừa đẻ ra, nó vừa được nở ra thôi, nó đã biết đi kiếm ăn rồi. Huống hồ gì là con người chúng ta đúng không các bạn? Con người của chúng ta, tất cả những thằng nào mà lười nhác ấy thì muốn hoa hồng bảo rồi, chỉ có ăn xít thôi. Ra chuồng lợn, đó, ăn xít thôi. Chúng ta phải ngày đêm nỗ lực. Cái sự thành công của chúng ta ngày hôm sau ấy thì nó là nỗ lực của ngày hôm trước. Sự nỗ lực của bạn ngày hôm trước nó được trả giá bằng những cái thành công của ngày hôm sau. Đấy. Và qua các cái live stream thì tôi luôn luôn mong muốn rằng là các bạn nào là bạn bè với các trường thì đều tìm ra cho mình một giải pháp, đều tìm ra cho một cách thức làm để làm sao mà chúng ta có thể vươn lên mỗi ngày. Không chỉ là nhâm nhâm vào việc giặt, chúng ta còn nhiều cơ hội khác trong tương lai. Chúng ta đang ở cái thời kỳ là 0.4 các bạn nhé, chúng ta đang ở cái thời kỳ là 0.4, cho nên là chúng ta sẽ nỗ lực được rất nhiều. Và nhờ vào những cái công nghệ của thời kỳ mới thì chúng ta mà áp dụng được nó vào trong cuộc sống thì chúng ta có rất nhiều những thành công. Tôi đồ là như vậy. Tôi dự đoán là nó là như vậy. Chính vì những cái lý thuyết như vậy cho nên là cách đây khoảng 3 tháng thì tôi có dõng dạc làm cả một cái clip đưa lên trên YouTube khẳng định rằng là gì? Tôi là khắc trường.
Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được 500 đến 900 nghìn đô. 500 đến 900 nghìn đô, 500 là 52 là 10, 55 25. Nó rơi vào 11 tỷ đồng cho đến 20 tỷ đồng có trong túi. Đến năm 46 tuổi. Năm nay tôi 42 tuổi rồi. Rồi. Tôi dõng dạc, tôi khẳng định với các bạn. Một là tôi sẽ trở thành người như vậy, hai là tôi sẽ có thể là ngã không đứng được dậy. Nhưng mà không sao cả. 46 tuổi mà tôi không đạt được, dù sao thì tôi đã nói ra như vậy. Thì đây là cái tuyên bố dõng dạc của tôi, và để tôi lấy cái căn cứ đó làm động lực thúc đẩy tôi là tiến lên mỗi ngày. Chính vì lẽ đó mà tôi thường xuyên áp dụng cái phương pháp của thằng Tây nó dạy, đó là sử dụng lời tuyên bố. Bà đã sắp mổ xong rồi. Sử dụng lời tuyên bố để thúc vào đít mình, yêu cầu mình nỗ lực hàng ngày, nỗ lực hàng giờ, tiến lên. Thì đó, chúng tôi đang gia công cho bác chủ đây hệ thống tủ sấy. Đấy, chúng tôi đang gia công. À đây rồi, các bạn đang nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của anh Công với nụ cười tươi cười rồi. Các bạn lại nhìn thấy anh Công với nụ cười rất là tươi rồi. Anh ấy chẳng làm ăn được gì các bạn ạ. Bây giờ mất điện rồi. Mất điện rồi, chỉ có đi chơi thôi. Mất điện rồi, anh em chỉ có đi chơi thôi. Nhưng mà các bạn nhìn này. Đấy. Anh Công anh ấy làm sắp xong rồi. Anh Công anh ấy gia công những cái xe đẩy như này ấy. Ở đây không gian nhà cô là rất là rộng. Rất là rộng, cho nên là chúng tôi sẽ đẩy ra đẩy vào như này để cho việc tiếp xúc với lại ở ngoài trời đang là 17, 15 độ mà chúng ta đi vào cái buồng sấy lên đến 75, 80 độ thì nó hơi bị hại người chúng ta. Với thanh niên thì không sao, nhưng với những cái người nhiều tuổi nó có thể là hơi bị ảnh hưởng sức khỏe. Và kia là các bạn đang nhìn thấy chiếc lò đốt. Chiếc lò đốt này thì được các trường mình phát triển cách đây là từ năm cuối năm 2018, khi mà cái máy giặt đầu tiên nháp nó ra đời, thì ứng phó với lại cái tình huống là không có cái gì để làm khô chăn để giả khách cả, tôi mới phát triển ra cái lò đốt này. Và dựa theo cái lò đốt này thì có rất nhiều bạn đã áp dụng, rất nhiều khách hàng của tôi cũng như là rất nhiều những người chưa mua máy của tôi thì cũng dùng cái lò đốt này. Và cái đặc biệt quan trọng ở đây ấy là trong quá khứ thì tôi thường hay live stream nói chuyện về cách thức làm ra một chiếc lò đốt. Cách... còn nhiều anh ạ, anh có bán được, nhưng bán chắc không được nhiều lắm đâu. Thôi để không nào, có điện thì làm. Bóng kia nó cũng sáng mạnh mà. Đấy, anh em làm cố thêm tí. Em thì không dùng đến nó nữa đâu mà. Nhưng mà anh cứ bán đi, bán được bao nhiêu thì bán. Thế nha các bạn nha, thì cái ngày đầu ấy là làm ra cái lò này, nhưng mà chế bằng cái con motor, bằng cái máy bơm ấy là nó rất là hại. Nó kêu to bằng như máy xay lúa ấy. Nhưng bây giờ thì nó được gắn những cái quạt rất là công suất rất lớn. Ví dụ như cái con quạt mà hôm nay mang cho cô đây là cái quạt 750W. Là cái quạt lớn hơn, gần như là lớn hơn tất cả những anh em nào dùng máy trước đây. Đấy, như bạn nào đã dùng máy rồi thì các bạn biết. Thông thường chúng ta chỉ cần dùng cái quạt 330W thôi, 330W hoặc là 550W thôi. Hôm nay chơi hẳn cái quạt là 750W, lượng gió rất mạnh. Đấy, thì nó sẽ nhanh khô hơn. Còn đây là cái máy giặt chúng tôi đang lắp đặt, nhưng mà nó đang mất điện. Thành ra tôi cũng nghỉ ngơi một tí. Làm hòm xong rồi, sắp lắp xong rồi anh em. Sắp lắp xong rồi, sắp chạy được rồi. Sắp chạy được rồi, mọi thứ vẫn ngổn ngang đây. Lắp cái này thì thường nó mất khoảng độ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, tùy từng điều kiện của mỗi nhà. Nhưng ở vị trí như này nó cũng thuận lợi. Các anh chị tối qua đưa vào đây nó cũng thuận lợi. Thành ra là... thế lại không được nhỉ? Muốn bắn không bắn được. Rồi, chào anh Phùng nhá. Anh Phùng còn không giúp anh mua cái lưỡi cưa có đường kính 60 to như cái miệng chậu đâu nhá. Phải mua giúp anh đi, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tết nhất đến nơi rồi, anh cần phải sản xuất ra những khối bê tông mới, đưa ra những sản phẩm mới mà chờ mãi lưỡi cưa giá rẻ đấy không được. Bây giờ cái lưỡi cưa kia có 40 thì không cắt được em ạ. Cắt nó phải nhẵn, sau khi cắt bê tông nó phải nhẵn như này này. Nó phải nhẵn như mài này mới bán được. Đấy.
tạo thành những cái khối bê tông, bây giờ mình mà bán cắt nhôm nham thì trông không ra gì, đúng không? Không phải đâu, mà cái lưỡi kia nó bé quá thì mình muốn sản xuất viên gạch nó to tí anh. Đường kính 60 thì mình cắt ra được 25, đúng không? Thì mình mới sản xuất ra, chứ không thì mình không không ấy. Cắt ra 20 thì lưỡi 40 thì đương nhiên bán kính có được có 20, mà 20 phải trừ đi cái giữ cái lưỡi cưa này này. Cái giữ lưỡi này nó cũng phải mất khoảng độ 5 phân rồi. 5 phân mỗi bên rồi. Nó phải đường kính 10 đấy. Đấy thì mỗi bên 5 phân rồi thì mình cắt giỏi lắm đến đây thì chứ làm gì giám sát vào đây được. Phải để ra được 1 2 ly chứ. Đấy. À. Thôi anh em mình lại lên nhà ngồi uống nước đi nhỉ. Các bạn nhìn không gian rộng lớn như này tuyệt vời không? Rau cỏ là tự trồng được nhá. Rau cỏ sạch này. Chuối thì nhà nhiều vô kể. Đây các bạn xem đây, chuối đây, chuối đây. Anh em nào ăn chuối tôi ship chuối cho. Cây nhà lá vườn như này không tốt à? Các bạn ra chợ kia mua á. Chuối nó đẹp như chanh ấy, nhưng mà nó lại là giấm bằng hóa chất đấy. Ừ. Nhưng mà có điều rằng là để làm được cái hệ thống giặt sấy này là anh chủ nhà này anh ấy mua nhiều sắt quá. Anh ấy mua nguyên cái đống sắt này thôi nó phải lên đến này. Cái đống tôn này bao nhiêu tôn, bao nhiêu sắt. À đây các bạn nhìn đây. Rất là hay ho là hàng chục người thì đang làm nghề kia. Đấy. Thì đây nghề đó các bạn nhìn trên đầu ngón tay thôi thì đang bắt đầu chuyển đổi. Đã bắt đầu chuyển sang những công việc mới. Chuyển sang những công việc mới dựa trên những cái nguồn lực sẵn có. Ví dụ là ô tô để chở những cái trang thiết bị đi làm sự kiện chẳng hạn. Thì bây giờ là ô tô có. Thì người ta sẽ mang đi để người ta thu chăn. Và cái không gian ở đây thì các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì khoảng cách giữa các hộ dân, ví dụ như bên kia nó lên cả một quả đồi. Nó lên cả một quả đồi. Rồi mấy bữa nữa các bạn sẽ nhìn thấy xem là cái lượng, sản lượng của anh chị chủ nhà xem là cái chăn màn nó giặt được bao nhiêu nhá. Rồi. Cái không gian đây rất rộng, nhà bác cái bên này nó rơi vào tầm của 15 mét này. Bên này rơi 15 mét đến 30 mét. 30 mét mà làm xào làm xiếc phơi này thì các bạn bảo sướng chưa? Quá sướng nhỉ. Rồi, tôi livestream với các bạn vận. À đây này. Ô, anh chị đã làm xong cái biển này rồi các bạn nhìn thấy chưa? Đây các bạn nhanh tay chụp cái màn hình điện thoại nào. Kha hà giặt khô là hơi. Đấy, hôm nay mới lắp máy mà anh chị đã làm xong cái chương trình marketing này rồi đấy. Đây là một hoạt động marketing nhé các bạn nhá. Đây là một trong các hoạt động marketing. Rồi. Mấy nữa tôi hôm nay tôi muốn ăn cơm với anh chị ấy, tôi sẽ bảo với anh chị là để làm 10 cái như này. Treo ở 10 nơi khác nhau. Rồi. Các bạn mọi người nhá.